Thầy xin chào các em. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành học tiếp bộ môn công nghệ chính. Thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta là bài số 7 là thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang. Rồi, chúng ta bắt đầu bài học nha các em. Thứ nhất, để làm bài này thì chúng ta phải cần có dụng cụ, vật liệu và thiết bị như sau. Thứ nhất, thầy xin nói nhắc lại các em ha, cái bảng này người ta gọi là bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bị. Bên môn công nghệ của mình người ta gọi là bảng dự trù dụng cụ vật liệu thiết bị. Thì cái bảng này nó gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là thứ tự, thứ hai là tên dụng cụ vật liệu thiết bị, số lượng và ghi chú nếu có. Thì thứ nhất là về dụng cụ, thứ nhất là dụng cụ đầu tiên là chúng ta phải có cái kìm răng. Thì ở đây do chúng ta làm theo nhóm, nếu chúng ta làm một mình thì chúng ta chỉ cần một cây, do chúng ta làm theo nhóm thì chúng ta nên có mỗi nhóm như vậy 2 cây. Kìm nhọn cũng vậy, 2 cây, kìm tuốt, kìm cắt cũng 2 cây, tua vít cũng 2 cây, vít thử điện 1, thước, bút, dùi tay, máy khoan nếu có. Nếu có máy khoan nha, còn không có thì nhà trường sẽ cho chúng ta mượn chỗ này. Rồi về vật liệu thiết bị thì thứ nhất là dây điện, là chúng ta bài này chúng ta mua cho thầy là 4 mét dây. Và mua cho thầy là dây đơn cứng phi 1.2 mm. Về ống dây thì chúng ta mua bài này đặc biệt ha, khác bài trước, bài này có cái ống dây. Thì chúng ta mua cho thầy là 1 mét ống. Và ống nó là ống chữ nhật, có bề rộng là 2,5 cm. Như vậy chúng ta nhìn là cái ống nó như thế này là các em. Đó, ống chữ nhật. Lấy cái thước đo bề rộng của nó là 2,5 cm. Nhưng mà thật ra các em không cần đo đâu nha. Các em chỉ ra tiệm điện em nói bán cho cái ống chữ nhật có bề rộng là 2,5 cm là người ta lấy đúng cái ống. Và trên cái nắp ống nó sẽ có ghi con số 2,5, em nhìn em sẽ thấy nha. Rồi bảng điện là chúng ta là mua một cái, là chúng ta mua bảng nhựa 8 cm x 12 cm thôi, là bảng nhỏ thôi. Cái bảng của bài lần trước á, là chúng ta là xài cái bảng là 15 x 20 lận. Còn cái bảng này chúng ta chỉ cần xài cái bảng 8 x 12 thôi, là bảng nhỏ là đủ rồi ha. Còn nếu mà chúng ta, thầy dặn nè, nếu mà chúng ta đi ra mua mà cái bảng nhỏ 8 12 không có, mà nó có cái bảng là 12 16 thì chúng ta lấy cái bảng đó cũng được nha. Hoặc là cái bảng 12 ta 8 16 cm hoặc là 12 16 cũng được, chứ đừng có lấy bảng quá lớn. Rồi, tiếp theo là bảng thực hành là 1. Thì bảng thực hành này có thể là cái bìa giấy cứng hoặc là tờ lịch, hoặc là cái mình mua một cái bảng gỗ, nếu mà nhóm nào có điều kiện thì chúng ta mua một cái bảng gỗ có kích thước là 30 cm x 50 cm. Cầu chì là 1, công tắc là 1, và mua loại công tắc hai cực ha, vít cắm là 1. Rồi đèn ống huỳnh quang là 1 bộ. Chúng ta chỉ cần ra nói bán một bộ đèn ống huỳnh quang thì người ta sẽ bán đúng, và loại là 0,2 m. Xin lỗi, loại là 0,6 m, điện áp là 220 V. Tuy nhiên ở đây là thầy dặn nha, là do chúng ta chưa thực hành, đây là chúng ta đang học thôi, cho nên là thầy chỉ nói về các loại dụng cụ vật liệu thiết bị thôi, còn cái phần mua để chuẩn bị thực hành thì hiện nay là thầy chưa dặn nha, chúng ta chưa có mua gì cả. Thì các em quan sát nè, một cái bộ đèn ống huỳnh quang nó gồm có nè, thứ nhất là cái bóng đèn nè, thứ hai là cái tắc te nè, thứ ba là cái chấn lưu nè, cái này là gọi là cái chấn lưu nè. Rồi cái này là xin lỗi nha, đây nó thầy ghi lộn chỗ này nha. Cái này là cái máng đèn nè, và cái chân đèn nè, cái này là cái chân đèn, cái này là máng đèn. Và tất cả những cái bộ phận này nó sẽ gắn chung lên thành một cái bộ như thế này, gọi là bộ đèn hoàn chỉnh đây. Thì lúc này cái chấn lưu nó để bên trong đó các em, còn con tắc te nó gắn ở đây nè. Đó, bóng đèn thì được gắn vào chân đèn như thế này, là một bộ đèn hoàn chỉnh. Rồi bài này nếu mà thực hành thì chúng ta sẽ có sử dụng là 10 con ốc. Loại 1,2 cm đó, loại ngắn là 6 con. Còn loại 2,5 cm là chúng ta có tất cả là 4 con. Rồi chúng ta qua phần thứ hai là nội dung và trình tự thực hành.
Thứ nhất là bài này là vẽ sơ đồ lắp đặt. Thì để vẽ được một cái sơ đồ lắp đặt thì chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên sơ đồ nguyên lý của cái mạch điện đèn ống bình quang. Thì các em quan sát đây là sơ đồ nguyên lý của mạch điện đèn ống bình quang nè các em. Thì thầy giải thích ký hiệu trong hình nha. Ký hiệu này là nguồn nè, dây pha, dây nguội nè. Ký hiệu này là ký hiệu cầu chì nè. Ký hiệu này là ký hiệu của công tắc hai cực nè các em. Cái này là chứng lưu nè. Cái này là bóng đèn nè. Bóng đèn thì nó có các chân đèn là chân đèn 1, chân đèn 2, chân đèn 3, chân đèn 4 nè. Cái này là tắc te nè. Tắc te nó có hai chân ha. Rồi các em quan sát cho biết mối liên hệ giữa các phần tử trong mạch là như thế nào, tức là cách nối mạch này đó như thế nào. Rồi, em xem. Thứ nhất là dây pha, nó nối qua cầu chì. Cầu chì xong nối đến công tắc. Đúng không? Đây, dây pha nối qua cầu chì nối đến công tắc. Rồi, tiếp tục. Công tắc nối đến chấn lưu. Và chấn lưu sẽ được nối đến chân đèn số 1. Thấy không? Đây, nói lại. Công tắc nối đến chấn lưu. Chấn lưu nối đến chân đèn số 1. Tiếp tục là chân đèn số 2 nói đến tắc tè. Chân đèn số 2 nói đến tắc tè. Tiếp tục, tắc tè nói đến chân đèn số 3. Tắc tè đây nói đến chân đèn số 3. Rồi chân đèn số 4 này nói về dây nguội hay là dây trung tính. Ký hiệu là chữ N đó. Được chưa? Thì đó là cách nối của mạch điện này. Rồi chúng ta xem kỹ là một lần nữa cách nói ha. Rồi các em có thể là vẽ hình và ghi bài này vào tập nha. Rồi như vậy thì sau khi tìm hiểu sơ đồ nguyên lý thì chúng ta thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách vẽ sơ đồ lắp đặt của cái mạch điện này ha. Thì các em nhớ lại đi, để vẽ được sơ đồ lắp đặt thì chúng ta sẽ vẽ thứ tự là cái gì nè, vẽ dây nguồn nè. Thì sau đó là xác định vị trí bảng điện đèn nè. Thứ ba là xác định vị trí các thiết bị điện nằm trên bảng điện nè. Và cuối cùng, bước cuối cùng là vẽ dây nối mạch. Nhớ chưa? Rồi, như vậy thì trong sơ đồ này thì chúng ta thấy có ống. Chúng ta có cái ống. Như vậy thì đầu tiên chúng ta vẽ cái ống trước nè. Một cái ống ngang, hai cái ống dọc. Rồi bây giờ chúng ta xác định dây nguồn. Dây nguồn nằm ở đây, vị trí này. Gồm có dây pha và dây nguội, hay còn gọi là dây trung tính ha. Rồi bước thứ hai là ta xác định vị trí bảng điện, bóng đèn. Rồi đây là các thiết bị điện là cầu chì, công tắc. Ở đây thầy giải thích cái chỗ này nghe, cái này là nguyên cái bộ đèn của nó nè. Thì cái này là hai cái chân đèn nè. Hai cái chân đèn. Theo thứ tự là chân đèn 1, chân đèn 2, chân đèn 3, chân đèn 4. Cái này là cái chứng lưu nè. Cái này là cái tắc te nè. Để mình gắn cái tắc te vô chỗ này đó. Cái tắc te thì còn gọi là con chuột, con mồi đó nha. Thì mình sẽ để gắn vào đây nè. Đó. Còn cái những cái nút đen là những cái chỗ để mình nối dây điện vào đó. Được chưa? Như vậy bắt đầu thầy hướng dẫn cho chúng ta cách nối dây ha. Này, vẽ cái mặt này nè. Thì các em quan sát lại. Thứ nhất là dây pha nối qua cầu chì, nối qua công tắc. Nãy mình mời thầy mới vừa hướng dẫn ở bên cái sơ đồ nguyên lý đó. Liên hệ các phần tử đó, nhớ không? Dây pha nối qua cầu chì nối công tắc. Như vậy dây pha ở đây, cầu chì ở đây, công tắc ở đây. Như vậy ta vẽ nè. Thấy chưa? Dây pha vẽ nối qua đến cầu chì, vẽ nối đến công tắc. Rồi công tắc nối đến chấn lưu. Công tắc ở đây, chấn lưu ở đây, vẽ vô nè. Đó, vẽ nối đến chấn lưu. Rồi chấn lưu nối đến chân đèn số 1. Đó, mình vẽ như thế này luôn. Đúng không? Rồi tiếp tục nè, chân đèn số 2 nói đến tắc te. Chân đèn số 2 nói đến tắc te. Tắc te ở đây, chân đèn số 2 đây nè ha. Tắc te ở đây nè ha, vẽ vô nè. Rồi tắc te nói đến chân đèn số 3. Tắc te nói đến chân đèn số 3. Tắc te nói đến chân đèn số 3. Rồi ta vẽ vô. Được không? Rồi cuối cùng là chân đèn số 4 nối về dây nguội hay còn gọi là dây trung tính.
Như vậy chúng ta nhìn là dây nguội nằm ở đây, chân đèn số 4 nằm ở đây. Như vậy ta vẽ nối vô. Đấy, thì đây là cái sơ đồ lắp đặt của cái mặt điện đèn ống cùng quang. Và mình thực hành thì mình sẽ nối dây như thế. Được chưa? Các em vẽ nhanh sơ đồ này vô. Chúng ta có khoảng 2 phút để vẽ vào. Rồi, như vậy các em xem kỹ bài học và làm bài tập. Thì bài tập ở đây hôm nay thì thầy nói luôn nha, là bài tập này là mình không có chấm điểm. Mà bài tập này là thầy cho những câu hỏi ôn để chúng ta từ bài số 4, bài số 3, bài 4, bài 5, bài 6. Đó là những câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta ôn tập thi học kỳ. Và các em tập trả lời và xem coi mình là đạt được bao nhiêu điểm nha. Và thầy nói trước thì số câu hỏi ở đây có thể là nhiều hơn số câu hỏi ở trong cái bài làm bài thi của mình. Các em nhớ ha, số câu hỏi mà thầy cho làm ôn này nè là nhiều hơn số câu hỏi trong bài thi. Cho nên nếu mà mình làm tốt các câu hỏi trắc nghiệm ở trong các bài ôn này thì bài thi của chúng ta sẽ làm tốt. Và bài thi là thầy nói cái bài thi ha, nếu không có gì thay đổi thì bài thi của chúng ta sẽ làm trắc nghiệm và tất cả là 20 câu, làm 20 câu. Chúng ta sẽ làm trên Google Form, hoặc là nếu trong trường hợp mà mình học trực tiếp thì chúng ta có thể là làm trực tiếp trên giấy thi 20 câu. Mỗi câu như vậy là nửa điểm. Nhớ ha. Như vậy thì để cho chúng ta làm bài tốt thì chúng ta thầy cho các bài tập dạng bài tập như thế này. Và cái này thì thầy nói lại nha, chúng ta không lấy điểm nha. Còn nếu mà bạn nào muốn lấy điểm thì phải báo riêng với thầy để gỡ điểm. Nhưng mà thật ra là tới hiện nay là cái điểm nó đã chốt rồi. Cho nên là có những bạn là cũng không có điểm thấp đâu. Cho nên là tạm thời cái điểm nó ổn rồi ha. Còn bạn nào mà thầy thấy có điểm quá thấp á thì lúc đó thầy vào học trực tiếp thì thầy sẽ kêu ra thầy cho làm riêng, làm bài riêng ha. Rồi phần tuần sau có thể là học trực tiếp đó nha các em. Thì chúng ta có thể là thầy sẽ giới thiệu nội dung còn lại, đáng lẽ là bài này sẽ thực hành đó. Tuy nhiên là do học trực tiếp là tuần đầu tiên như vậy á thì cái phần chuẩn bị thực hành nó cũng sẽ khó khăn cho chúng ta. Cho nên là, và chúng ta cũng gần thi rồi, cho nên thầy cũng tạm thời là giới thiệu tiếp khi thực hành mình sẽ chuẩn bị mình làm như thế nào, mình sẽ chuẩn bị như thế nào ha. Còn cái phần thực hành thì tạm thời là chúng ta không thực hành bài này đâu ha. Mà để qua học kỳ 2 nếu học trực tiếp lại thì lúc đó chúng ta bắt đầu từ bài 8 thì chúng ta sẽ làm thực hành nha các em ha. Rồi nếu không có gì hết ở nội dung còn lại nữa, thắc mắc ở nội dung còn lại nữa thì bài học của thầy trình bày đến các em đến đây là kết thúc ha. Thầy chào các em. Rồi các em làm bài ôn tập cho tốt ha. Khoảng thầy cho khoảng 30-40 câu gì đó thì các em cố gắng làm để coi mình bao nhiêu điểm. Thì thi mình làm chỉ có phần nửa 20 câu à ha, cho nên cố gắng. Tuy nhiên thầy cũng nhắc làm 20 câu, mỗi câu nửa điểm thì nó được lợi là mình làm ít câu. Nhưng mà nó nguy hiểm một cái chỗ là sao? Nếu mà mình lỡ mà mình sai một câu là mình mất tới nửa điểm. Còn nếu mà mình làm 40 câu mình sai một câu mình mất có 0,25. Cho nên nó có cái lợi mà nó cũng có cái hại ở chỗ đó là ha, làm lỡ là sơ sẩy một câu là mất tới nửa điểm. Nhưng mà ngược lại thì làm ít câu cho nên thời gian mình suy nghĩ nó sẽ dài ra, cho nên là cẩn thận khi làm số lượng câu ít.
nha. Cho nên là phải làm bài tập nè, nhớ cho kỹ bài tập, nhớ cho kỹ các câu rồi cho trong làm bài tập, để chi, để khi mà mình làm thực tế thiệt thì lúc đó mình sẽ làm chuẩn nha. Thôi thì xin chào các em và chúc các em thành công ha.